Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 14 tháng 10. Hôm nay, Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 38, sáng nay 14 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự. Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét công tác nhân sự và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Chiều cùng ngày, ngoài cho ý kiến về dự án luật dữ liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cũng cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác nếu các cơ quan trình chuẩn bị kịp hồ sơ. Trong đó có chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án luật thuế thu nhập doanh nghiệp cho ý kiến lần 2. Ngoài ra chương trình phiên họp còn dự phòng cho ý kiến với một số nội dung khác, để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 và xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, nếu có. Hết năm 2024, Quỹ Bảo hiểm Y tế có thể dư 47.300 tỷ đồng. Chính phủ đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024. Dự kiến kế hoạch tài chính 2025 của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Trung ương quản lý. Theo đó, đối với Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp năm 2024 ghi nhận tổng số thu cả năm ước khoảng 23.700 tỷ đồng. Tổng số chi bảo hiểm thất nghiệp cả năm ước khoảng 23.600 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi quỹ năm 2024 ghi nhận đạt khoảng 100 tỷ đồng. Số dư quỹ cuối năm 2024 khoảng 60.800 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so cuối năm 2023. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng để chi trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đóng bảo hiểm cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng quỹ. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quỹ còn được sử dụng để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Về Quỹ Bảo hiểm Y tế, báo cáo của Chính phủ cũng nêu tổng số thu đóng bảo hiểm y tế theo chế độ ước đạt 144.800 tỷ đồng, tăng 7.300 tỷ đồng. Đến hết năm 2024, số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là hơn 95 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 94,11% dân số. Trong đó, tổng số chi của quỹ ước xấp xỉ 143.000 tỷ đồng. Chênh lệch thu chi quỹ năm 2024 ước khoảng 1.800 tỷ đồng. Số dư quỹ cuối năm 2024 khoảng 47.300 tỷ đồng, tăng 4%, 1.800 tỷ đồng so cuối năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều cường cao nhất từ đầu mùa, đỉnh chiều 1,75m. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn Đồng Nai sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh chiều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 đến 21 tháng 10, tức 17 đến 19 tháng 9 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, đỉnh chiều có thể đạt mức 1,68 đến 1,75m, trên báo động 3 khoảng 0,08 đến 0,15m. Thời gian xuất hiện từ 4 đến 7 giờ và 16 đến 19 giờ. Đây là mức chiều cao nhất từ đầu mùa và cũng là mức cao trong những năm gần đây. Thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy từ năm 1980 đến 2007, chiều cường đo được tại các trạm luôn dưới 1,5m. Nhưng từ năm 2008 đến nay, biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện các đợt chiều cường cao, có thời điểm đạt 1,8m. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhắc 3 quận huyện tiêm vaccine sởi. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn 3 quận huyện có tỷ lệ tiêm vaccine sởi chưa đạt 95% là quận Tân Phú, quận 3 và huyện Cần Giờ. Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện này cần đẩy nhanh tiến độ để đạt mục tiêu chiến dịch tại quận, huyện. Đối với những quận huyện đã đạt tỷ lệ từ 95% trở lên, Sở Y tế đề nghị duy trì việc cập nhật tình hình trẻ di biến động, tránh bỏ sót trẻ chưa được tiêm chủng trên địa bàn. Theo số liệu mới nhất, tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy đến nay tại thành phố là 1.346 ca, trong đó 567 ca sởi xác định phòng xét nghiệm, 507 ca sởi nghi ngờ lâm sàng. Các quận, huyện có số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy cao gồm có Bình Chánh, 290 ca, Bình Tân, 257 ca và thành phố Thủ Đức, 128 ca. Tổng số mũi tiêm vaccine sởi tích lũy trên địa bàn thành phố tính đến hết ngày 11 tháng 10 là 218.298 mũi. Trong đó,
trẻ từ 1 đến 5 tuổi đã tiêm được 45.774 mũi, đạt 100%, trẻ từ 6 đến 10 tuổi là 147.003 mũi, đạt 98,72%. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.